Đứa trẻ này vậy mà lại có thể biến ra tiền, cậu bé không ngừng ấn nút trên cây ATM. Một lúc sau, số tiền trong thẻ của người bố đã tăng lên gấp 1.000 lần. Ông bố ngay lập tức trở thành tỷ phú. Người bố mang theo con trai đi rút tiền nhưng cây ATM lại hiển thị số dư không đủ. Người con trai thấy vậy liền bảo để mình thử xem. Sau hàng loạt thao tác, từ trong một cây ATM lại nhả ra 100 đô khiến cho người bố ngơ luôn. Ông bố lại bảo con trai thử kiểm tra xem trong tài khoản của mình còn lại bao nhiêu tiền, sau đó liền rời đi lái xe đến. Người con trai vừa nhìn số dư thì đã cảm thán ông bố quá nghèo rồi, vậy mà chỉ có 1.426,37 đô thôi. Thế là lại bắt đầu bấm bấm, số tiền trong đó vậy mà lại tăng thêm một số không, thoáng một cái đã tăng gấp 10 lần rồi. Ông bố giục thằng bé lên xe, cậu nhóc lại bảo bố đợi mình một chút, thế là lại bắt đầu bấm bấm liên thoáng, số tiền lại tăng lên gấp 10 lần nữa. Lúc này ông bố ở ngoài xe lại lên tiếng thúc giục, cậu bé cũng gia tăng tốc độ, số tiền lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Chỉ một vài thao tác mà số tiền trong tài khoản của ông bố đã tăng lên đến tận 1.000 lần. Ông bố nghiễm nhiên trở thành tỷ phú chỉ sau vài phút. Ông bố mà không thúc giục đi gấp thì có lẽ số tiền sẽ không chỉ dừng lại ở mức đấy đâu. Đứa bé mới 11 tuổi này tên là Darin, không cần bàn cãi, cậu ấy chắc chắn là thiên tài rồi. Cậu ấy vừa mới chuyển sang trường mới thì trong trường đã xảy ra chuyện. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông thầy chủ nhiệm nào ngốc nghếch như thế này. Mọi người đều gọi anh ấy với cái tên trừ mến là bao thuốc nổ, bởi vì anh ấy có thể phát nổ bất cứ lúc nào và vì bất cứ chuyện gì. Giống như bạn học nữ này, liên tục bị anh ta mắng mỏ vô lý. Hôm nay cả lớp vừa mới hoàn thành bài thi giữa kỳ, đây là dịp để cơ miệng của ông thầy hoạt động hết công suất. Nguyên nhân là bởi vì anh ta nghi ngờ cô bé này quay cóp trong giờ kiểm tra. Cho dù cô bé nhất quyết không thừa nhận nhưng anh ta vẫn không để vào tai những lời nói kia, trực tiếp bảo cô bé trở về chỗ ngồi của mình. Mà không ngờ cô bé này còn có tâm trạng đá lông nheo với Darin. Ồ, chắc không phải yêu đương gì đâu nhỉ, tôi nghĩ hai đứa nhỏ đang có bí mật gì đó. Ông thầy chủ nhiệm bảo cả lớp hoán đổi bài thi cho nhau giúp bạn sửa đáp án, nhưng còn chưa đợi ông thầy sửa đáp án thì Darin đã điên cuồng viết xuống bài thi. Ông thầy nhìn thấy thì bắt đầu tức giận. Tôi vẫn chưa công bố đáp án thì em viết cái gì vậy hả? Darin rất tự tin mà nói, những gì em sửa lại đều là đúng cả đấy ạ. Anh ta rõ ràng là không tin lời chém gió kia, nhưng bất ngờ chưa ông già, cậu bé đúng là đã sửa đáp án lại thành đúng cả. Không chỉ vậy mà cậu ấy còn chỉ ra câu thứ 8 trong đề, số lẻ sau dấu phẩy thầy đã ra sai rồi. Câu này nên dùng vi phân và tích phân để giải mới đúng, chỉ có thông qua tích phân và vi phân mới có thể chứng minh là sai. Nói gì được nữa, ông thầy nghe đến đây cũng câm nín luôn, quê không biết để đâu cho hết. Đường đường là một thầy giáo tiểu học lại bị thằng nhóc dùng toán tích phân vi phân của đại học để chứng minh mình ra đề sai. Ông ta làm gì có biết làm, chỉ đánh nói câu lấy lệ rồi quay người rời đi. Sang một cảnh khác, cậu bé được đưa đi kiểm tra thị lực, bác sĩ bảo cậu ấy nhìn bảng thị lực. Cậu chỉ cần liếc qua một lần là đã có thể học thuộc hết vị trí của những chữ cái trên đó. E, F, P, T, O, Z. Cậu ấy có thể đọc ra 11 hàng chữ trên bảng một cách suôn sẻ, chữ cái nhỏ nhất cũng không làm khó được cậu. Thị lực này, trí nhớ này quả thật là không tầm thường, điều này khiến cho bác sĩ vô cùng bất ngờ. Bạn đã từng nhìn thấy cao thủ chơi game bao giờ chưa? Darin đến nhà một người bạn chơi game, người bạn bảo rằng trò chơi sở trường của cậu ấy là đua xe. Trên đường chạy xe phải né được tất cả các vật cản nằm trên đó, nếu không sẽ bị loại. Người bạn này đã chơi nó 3 năm rồi, thành tích cao nhất đã lên đến hơn 40.000 điểm. Chắc chắn sẽ không có ai có thể phá vỡ được kỷ lục này của cậu. Thế là Darin liền muốn chơi thử một chút, cậu tiến lên cầm lấy máy chơi game. 3, 2, 1, bắt đầu. Chiếc xe đua bắt đầu chạy, sau đó lập tức tăng tốc. Cua rất chi là mượt, nó không những vượt qua các xe khác mà còn hoàn thành một cú vượt rất ngoạn mục khi có thể dễ dàng lách qua giữa hai con xe khác. Điều này khiến cho người chị gái của bạn học vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, đây quả thật là một thiên tài. Điều đáng nói ở đây là trên đường chạy, chiếc xe điều khiển do cậu ấy điều khiển còn không ngừng tăng tốc, nhưng đối thủ kia đều bại dưới tay cậu. Darin tập trung nhìn vào màn hình, càng về sau tốc độ lại càng nhanh. Với tốc độ này, người bình thường vốn dĩ không thể phản ứng kịp, vậy mà Darin lại có thể không những vượt qua hết những chiếc xe đua khác, còn điêu luyện né hết mọi vật cản trên đường chạy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy cuối cùng đã giành được vị trí thứ nhất, đồng thời cũng phá vỡ kỷ lục cũ của cậu bạn, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Ông bố lần đầu tiên dạy cậu ấy chơi bóng chày, vậy mà cậu ấy có thể đánh bóng bay ra khỏi sân luôn. Lần đầu tiên ông bố chỉ nghĩ rằng là do thằng bé may mắn. Tiếp đến lần thứ hai cậu ấy lại đánh ra khỏi sân. Lần ba thì trực tiếp đánh quả bóng làm vỡ cả cửa kính nhà hàng xóm luôn. Ông bố vô cùng vui mừng nói với cậu ấy. Con quả đúng là thiên tài. Như thế này có thể giúp đội bóng của thị trấn giành được quán quân rồi. Ngày hôm sau ở giải đấu của thị trấn, những đối thủ của nơi khác đều có vẻ xem thường đội của ông ấy, còn giễu cợt nói. 3 năm rồi đội các anh vẫn không thể đánh bại chúng tôi. Ông bố dặn dò Darin phải tỉnh táo, chơi một cách thoải mái nhất là được. Darin cũng thong dong ra trận, còn người bố đứng ở một bên căng thẳng đến nỗi cắn cả móng tay. Đội đối thủ ném bóng, Darin rất nhanh đã chuẩn bị sẵn sàng, thuận lợi đánh trúng bóng. Toàn hội trường reo lên, quả bóng bay một đường hoàn hảo trên không, trực tiếp rơi ra ngoài hàng rào của sân bóng. Quá đỉnh, như này thì ao trình rồi còn gì, cả hội trường đều vô cùng hưng phấn.
Darin đã lấy về 3 điểm cho đội. Lần thứ hai đối thủ tung ra chiêu sở trường. Bóng vừa bay đến, Darin lại vung gậy ra đánh theo hướng mọi người chú ý. Không ngoài dự đoán, Darin lại lần nữa đánh bóng ra khỏi sân. Khán giả phía dưới đều há hốc mồm kinh ngạc. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay và sự hò reo không ngừng của mọi người. Huấn luyện viên của đội đối thủ tức không nói thành lời, đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà. Những trận sau đó chỉ cần là Darin lên sân thì đội của cậu đều giành được điểm tối đa. Người của thị trấn phấn khích không thôi, chỉ có người mẹ là dường như không thật sự vui. Darin lại đi hỏi bạn của mình, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy mẹ mình không vui. Cậu bạn mới khuyên cậu ấy cậu nên phạm lỗi, như vậy thì bố mẹ mới có thể thể hiện tình cảm của mình được. Hóa ra là vậy. Sau đó cậu lại ra trận nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy đều cố ý không đánh trúng bóng, vậy là đã bị loại. Tuy người bố rất tức giận nhưng người mẹ ở bên cạnh lại cười rất vui, nụ cười sắp rộng tới tận mang tai luôn rồi. Như kiểu con trai của tôi cuối cùng cũng phạm lỗi rồi, thế là bà ấy liền tiến đến an ủi Darin. Cậu cũng theo đó mà xin lỗi mẹ, mối quan hệ của hai người họ liền trở nên hòa hợp hơn. Bạn có thắc mắc tại sao Darin lại giỏi như vậy không? Điều này phải kể đến thân thế của cậu ấy. Bạn đã nhìn thấy đứa trẻ ở một nơi hoang dã chưa? Một đôi vợ chồng vô tình phát hiện ra một cậu bé ở trong rừng, cậu bé đó lại không biết bản thân đến từ đâu, lẽ nào đầu óc có vấn đề sao? Sau đó hai người liền đưa cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói có thể đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng thông qua bài kiểm tra IQ có thể thấy chỉ số IQ của cậu ấy lên đến hơn 200. Thế là đôi vợ chồng này liền nhận nuôi đứa bé, trở thành bố mẹ nuôi của cậu ấy. Về đến nhà bọn họ mới nhận ra Darin là một cậu bé thiên tài. Người mẹ dạy cậu ấy đánh piano, cậu ấy cũng đã học rất nhanh. Bà ấy chỉ nói qua cho cậu ấy vài nốt thôi. Vậy mà cậu ấy lại ngay lập tức đánh ra được một bản nhạc có độ khó cao một cách vô cùng mượt. Nhưng tính tự lập của Darin quá cao, cậu ấy có thể tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự học, tự chơi. Một đứa trẻ mới 11 tuổi lại có thể tự lập được như vậy, điều này khiến cho người mẹ cảm thấy bản thân thật dư thừa. Vậy nên trong trận bóng chày khi thấy Darin mắc lỗi, bà ấy mới vui đến như vậy. Nhưng đến một ngày một điều bất ngờ xảy ra, mẹ ruột của Darin lại tìm đến nhà của bọn họ. Cô ấy lấy ra ảnh hồi nhỏ của Darin chứng minh thân phận của mình là thật, vậy là bọn họ chỉ có thể để Darin trở về nhà. Darin cùng người nhà ngồi trên phi cơ riêng về nhà. Lúc đang ở trên máy bay, Darin muốn thử học lái loại phương tiện phức tạp này, không ngờ rằng trên máy bay có đến hơn 100 nút bấm các loại. Thế mà chỉ chưa đầy 2 phút cậu đã hoàn toàn học thuộc hết, thậm chí còn chỉ ra nút mà cơ trưởng đã chỉ sai nữa. Sau khi xuống máy bay, bọn họ lại đến một căn cứ quân sự. Thì ra bố mẹ của Darin đều là giáo sư, mà Darin không phải là con người, cũng không phải là siêu nhân đâu nhá. Cậu ấy là một vũ khí siêu cấp, là người máy với IQ cực khủng. Bọn họ phát hiện Darin có tình cảm của con người, điều này đối với văn minh nhân loại là vô cùng nguy hiểm. Lãnh đạo lệnh cho giáo sư mang Darin đi xử lý, nhưng giáo sư lại không nỡ ra tay với cậu, vậy nên ông ấy đã lái xe đưa cậu ấy chạy trốn. Sau đó liền bị một đoàn xe cảnh sát truy đuổi. Thấy thế Darin liền nhảy qua giành lấy tay lái, cậu ấy dùng kỹ thuật trong trò chơi trực tiếp tăng tốc quay xe rồi đổi hướng ngược lại. Thậm chí còn biết mượn lực dùng lực, trực tiếp nghiêng thân xe tạo với mặt đất 60 độ, luồn sang khoảng trống giữa những chiếc xe khác, nhanh chóng vượt qua mọi vật cản. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều bị dọa cho ngơ cả người ra. Những chiếc xe ở phía sau liền xảy ra tai nạn, hai người chạy đến một con đường nhỏ lại bị chướng ngại vật chặn lại trên đường. Nhưng vì để Darin không bị phá hủy, giáo sư đã liều mạng xông qua, nhưng sau đó ông lại không may bị ăn một phát đạn. Trước khi ra đi, ông đã nói với cậu rằng con là một con người thật sự. Darin đau lòng khóc tiễn giáo sư đi, đồng thời cũng đã lập nên kế hoạch của mình. Nửa đêm cậu trèo vào trong căn cứ quân sự tìm đến một chiếc máy tính, hack hết các máy chủ trong căn cứ quân sự, tạo nên một vụ cháy, huy động toàn bộ binh sĩ trong căn cứ ra quân. Darin nhân lúc mọi người còn đang hoảng loạn đã lẻn vào một chiếc máy bay chiến đấu. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cậu lái chiếc máy bay cả $100 triệu bay đi. Lúc này cậu còn ung dung ăn kẹo nữa. Điều này khiến cả khu quân sự một phen nháo nhào. Đây là chuyện mà một đứa trẻ 11 tuổi có thể làm sao? Không để vũ khí bí mật này chạy thoát được, căn cứ quyết định mở kiếp nổ cho máy bay chiến đấu để mồi nổ máy bay. Ở trong máy bay chiến đấu lúc này, Darin báo địa điểm hạ cánh cho người bạn tốt của mình. Cậu dùng kẹo cao su trong miệng che lại camera giám sát. Chuyện phía quân đội muốn nổ chết cậu đã sớm biết cả rồi. Ngay giây cuối cùng trước khi máy bay phát nổ, cậu ấy đã mở cửa khoang, bật ra khỏi máy bay. Trong phút chốc, chiếc máy bay đã nổ tan tành. Người của căn cứ còn cho rằng đã diệt được Darin, nhưng không ngờ rằng cậu ấy đã thành công nhảy dù xuống một cái hồ. Darin bơi lên bờ, người bạn tốt cũng kịp thời đến đón cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy đã trở về bên cạnh bố mẹ, cả nhà cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Darin. Câu hỏi kỳ này, các bạn cảm nhận thấy cậu bé Darin có giỏi không? Nếu cảm thấy cậu bé giỏi hãy bình luận số 1, nếu cảm thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!